Xin kính chào các bạn đã đến với kênh Tech Episode nha. Thì trong video này mình xin chia sẻ bạn cách để sử dụng một phần mềm bộ đếm thời gian và cách để thiết kế cái bảng tỷ số bóng đá nha. Mình cho bạn xem demo trước nè. Đây là cái bảng tỷ số bóng đá của mình, bao gồm là thời gian nè, tên câu hay là bộ nè, tỷ số nè. Rồi mình có thể điều chỉnh như là tỷ số nè, thời gian và phút bộ giờ nha. Đây mình bật phút bộ giờ lên đó, mình điều chỉnh tại phần mềm này. Này. Mình ở đây mình hay làm gì? Mình hãy tạm dừng thời gian, tăng điều chỉnh thông số của tỷ số lên nè. Đó. Đó, tăng phút bây giờ lên. Đó. Ngoài ra thì thời gian này có thể tua ngược được nha. Rồi, bây giờ mình sẽ chia sẻ bạn cách để thiết kế một cái bảng như thế này. Rồi sau đó mình sẽ chia sẻ bạn cách để sử dụng phần mềm này nha. Thì để thiết kế được cái bảng này, mình có thể lên Google của mình tải những cái bảng miễn phí về. Thì ở đây mình đã thiết kế cho trên nó bằng Photoshop nha. Rồi thì mình sẽ nhập Photoshop, mình sẽ tắt này nha. Ở đây Photoshop mình sử dụng đó chính là Photoshop phiên bản 2021 nha. Rồi mình sẽ tạo mới là Ctrl N. Thì ở đây kích thước mình chọn là 1920x1080 pixel, chất lượng 72. Bắt ra mình sẽ chọn màu xanh nha. Màu xanh mình sẽ chọn là phần order nè, order. Mình chọn màu xanh lá cây đó, cho dễ nhìn. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ thiết kế các bảng tỷ số nha. Thì ở đây sẽ có hai cách để thiết kế. Một á, là mình sẽ điền thông tin trước. Đó, thông tin như thế nào? Thông tin là thời gian nè, tên hai đội nè, tỷ số nè. Sau đó mình mới cày khung. Còn thứ hai là mình sẽ cày khung trước rồi ghi thông tin sau. Thì ở đây cách nào cũng làm được nha. Mình sẽ làm cái cách là cày khung trước nha. Khung trước mình sẽ cày khung bằng cách là bạn nhấp vào trong cái phím con chuột qua nè. Đó, thêm phím này, nhấn vô. Đó là phím tắt là U. Bạn chọn phải, bạn chọn cái hình vuông nè, đó. Rồi phím tắt U. Sau đó mình sẽ kéo một đoạn nhỏ thôi. Cái đoạn nhỏ như vậy nè. Đó. Bạn cứ kéo đại nha. Rồi, thì ở đây bạn lưu ý với mình là bạn phải tắt cái stroke đi, tắt cái đường viền đi. Đường chéo nè. Còn màu thì bạn chọn là màu xanh nha. Đó, màu xanh như trong cái mẫu nè, hoặc bạn chọn màu khác cũng được. Và tiếp theo mình sẽ chuyển sang property để kiểm tra chi tiết nè. Đó. Để thiết lập những chi tiết. Như bạn chưa có bảng này, mình sẽ chọn vào phần Windows. Ở dưới đây chính là Property. Bạn bật lên là xong. Nó sẽ có bảng này. Ở đây hiện tại là hình vuông nè. Nó vuông vức nè. Mình sẽ bo tròn góc của nó lại. Mình ở đây nè. Mình để cho nè. Mình sẽ tăng thông số lên là khoảng 40 nha. Đó, nó sẽ bo tròn góc. Rồi, ok. Rồi sau đó mình sẽ ghi thông số vô. Thông số đầu tiên là chính là thời gian. Thời gian ở đây mình sẽ ghi là 00 2.00 00 2.00. Rồi mình sẽ đưa vào trong đây. Mình sẽ căn chỉnh kích thước sao cho nó vừa phải với cái khung này nha. Thì ở đây mình thấy ok rồi. Thì cái phông chữ mình đang dùng là Tahoma nha. Tahoma. Mặt chữ ngữ là in đậm. Mình sẽ căn chỉnh như này ha. Bạn muốn để căn chỉnh tất cả những cái thông số như chữ nè, tên hai đội nè, tỷ số cho nó ngay thẳng thẳng lối nhau á. Mình sẽ tạo một cái thước. Mình sẽ ấn Ctrl R. Rồi mình sẽ kéo cái từ trên xuống dưới đây. Đó. Mình sẽ đặt cái này dưới cái chân của cái chữ 00 và 00 làm chuẩn. Ok, rồi tiếp theo mình sẽ bôi cái nền trắng dưới cái chữ 00 và 00 này. Như đây nha. Đó. Mình sẽ cho cái 00 và 00 màu đen trước nha. Màu đen. Rồi đây bôi cái nền trắng của cái khung, mình sẽ nhấp vào trong này, phím tắt là M. Sau đó mình sẽ tạo một cái layer mới. Rồi tiếp theo mình sẽ chuyển cái layer này làm sao cho nằm trên cái phần cái khung nha. Mình sẽ cho cái layer này đặt tên là tô màu cho dễ nhìn nha. Còn cái chị này mình đặt tên là cái khung mình đi ha. Rồi mình sẽ nhấp vào trong layer tô màu. Mình sẽ dùng cái này chúng tắt là M. Mình sẽ kéo điểm cần tô đó, mình kéo như này ha. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái bút chúng tắt là bờ đó, mình chọn màu trắng. Sau đó mình sẽ bôi thôi. Bôi. Ok. Sau khi bôi xong, mình sẽ nhấp chuột phải vào phần tô màu. Layer tô màu. Mình chọn là Create Clipping Mask. Đó, thì lập tức màu nó sẽ dính vào trong cái khung. Rồi tiếp theo mình sẽ ghi những thông số như là câu lạc bộ hai đội nè. Khoảng cách giữa hai tỷ số nè. Đó. Và phút bây giờ nha. Mình sẽ ghi câu lạc bộ A đi ha. Câu lạc bộ A. Rồi mình cho chữ này thành màu trắng nè. Mình sẽ kéo vào trong cái đường vạch nè, nó sẽ nằm tự động dính liền nha. Mình sẽ kéo đường vạch xuống một xíu nữa. Rồi, mình sẽ điều chỉnh lại.
mình chừa khoảng khoảng cách nha ha. Rồi tiếp theo mình sẽ ghi bảng tỷ số đó nha. Mình sẽ ghi là số 0, hai cách, số 0 đi, tỷ số 0-0. Mình sẽ cho nó vào giữa nè. Rồi mình sẽ ghi câu lạc bộ B, câu lạc bộ B. Này mình tùy chỉnh cho cân đối thôi, khá cân đối thôi chứ không có chính xác nha. Rồi sau đó mình sẽ đóng khung màu trắng cho cái tỷ số này. Mình sẽ dựng tiếp tục là tạo một cái layer mới, hoặc bạn dùng trên layer tô màu cũng được, mình dùng trên layer mới đi cho dễ điều chỉnh. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái này phím tắt M để khoanh dùng nè, khoanh. Rồi sau đó mình sẽ tô màu. Rồi tiếp theo là mình sẽ chụp phải vào trong cái layer mình vừa tô màu, mình chọn create clip band mask. Mình sẽ cho cái phần 00 này thành màu đen ha. Đó. Rồi mình giờ sẽ ngăn cách giữa hai cái là một cái đường gạch đen nha. Rồi mình vẫn tiếp tục là mình sẽ chọn cái này nha, phím tắt là U nè. Mình chọn latitude. Sau đó mình sẽ cầm nhắm vô đằng trên. Mình giữ shift cho nó thẳng nè, mình kéo xuống. Rồi, ở phần thông số của cái phần vẽ latitude này, mình sẽ tắt cái stroke đi, tắt đường viền đi. Phần view mình chọn màu đen. Rồi, kiếp cho cái kích thước lớn lên xíu. Ở phần pixel này mình sẽ chọn là thông số là số 4 nha. Rồi, sau đó mình sẽ tiếp tục là chụp phải vào trong cái line 1 này. Mình chọn là create clipping mask. Đó, bây giờ bạn chỉ cần phóng to lên và điều chỉnh cho hai cái này thành một hình vuông cân đối nha. Số 200 này bạn cứ bỏ như đi, là mẫu thôi. Đó, bạn chỉ cần làm gì nè. Nó cho nó hai cái hình vuông thôi. Ok. Rồi, sau đó mình sẽ thu hồi lại cái khung này cho nó tới đây thôi. Tại này đứa nào bị dư nè. Mình sẽ nhấp trong cái khung này, khung hình ở phần transform nè. Bạn đầu tiên nó sẽ liên kết nhau thành bốn cái. Mình sẽ bỏ liên kết đi. Ở phần 1600 này mình sẽ giảm xuống là khoảng 1500 nha. Đó. Ngàn năm vẫn còn dư nè, mình cho là 1450 đi ha. 1450. Ok, nó đẹp rồi đó. Cho bỏ cái thước đi. Hình như nó bị hơi chưa dùng lắm. Rồi tiếp theo mình sẽ vẽ các bạn phút bây giờ nha. Phút bây giờ nè. Thì cũng tương tự thôi. Mình sẽ chọn là cái nền vẽ nè, đó. Phía bên U, mình chọn hình vuông, vẽ hình vuông. Sau đó mình vẽ hình vuông sao cho nó nhỏ hơn cái khung nha. Đó, cái chiều nhỏ hình vuông, nhỏ hơn cái khung. Đó, mình sẽ kéo xuống. Nó nhỏ hơn nè. Rồi kéo xuống, rồi sau đó mình sẽ đổi tên cái này nha. Đổi tên thành là bù giờ đi ha. Bù giờ. Mình nhấp vào trong cái tạo hình. Đó, phím tắt U nè. Sau đó mình sẽ điều chỉnh là mình tắt cái đường viền đi. Còn cái nền mình sẽ cho là màu đỏ đô nha. Màu đỏ. Màu đỏ. Đó, đỏ đen xíu. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó cho bo góc một xíu cho đẹp ha. Bo góc. Mình sẽ tắt cái điều chỉnh đồng bộ đi. Mình cho nó hai bo góc dưới thôi. Còn hai góc trên mình vẫn cho vô dung dứt. Mình cho thông số là 20. Ở trên đây cũng 20 luôn. À. 30 đi ha, 30. Rồi bây giờ mình điều chỉnh cho nó nằm ngoài nè. Nha ha, bạn điều chỉnh cho sao nó hợp mắt được rồi. Rồi sau đó mình sẽ tạo một cái chữ, mình cho dấu cộng vô. Mỗi dấu cộng thôi nha, dấu cộng màu trắng. Dấu cộng này hơi lớn, mình cho nó nhỏ xuống còn khoảng 15 đi. Vậy xong rồi, bây giờ mình sẽ xuất ra. Cách xuất như thế nào? Rồi bây giờ mình sẽ xuất cái khung này trước. Khung này mình sẽ xuất chống là thời gian nha. Mình sẽ ẩn cái phút bây giờ đi, chút mình xuất sau. Đó. Mình chỉ để vậy thôi, mình sẽ tắt cái nền đi, nó cho nền giảm sút nè. Mình sẽ xuất đầu tiên. Mình xuất sẵn luôn là cái file Photoshop nha. Ở phần Photoshop mình sẽ để này là cái bảng đi ha. Bảng đi, bảng tỷ số. Rồi. Tiếp theo mình sẽ xuất phút bù giờ. Mình sẽ tắt tất cả đi. Mình sẽ bật cái phút bù giờ lên. Đó, chỉ có cái hình này với vô cộng thôi. Mình sẽ ấn Ctrl Shift S. Mình sẽ ghi đây là bù giờ đi. Bù giờ, xong nó save. Ok, mình sẽ tắt Photoshop đi. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong OBS. Đây là cái scene mới nè. Mình sẽ thêm cái hình nó vô. Chọn Add, chọn Image. Mình sẽ ghi là cái bảng đi. Tại hồi nãy cái bảng kia nó có người dùng rồi. Cái bảng, mình sẽ chọn cái đường dẫn đến cái bảng. Đây, bảng tỷ số nè. Ok, mình đừng có di chuyển hết nha. Mình chuột phải tiếp, mình chọn thêm hình ảnh. Image, chọn như là bảng bù giờ. Rồi, bù giờ. Đó, nó sẽ khớp nè. Rồi, bây giờ bạn cứ giữ nguyên nha. Mình sẽ tạo một cái folder mới. Mình chuột phải, chọn group. Đó, mình chỉ cho như là cái bạn đi. À, bạn có người dùng rồi. Mình như là cái group. Group bạn đi. Sau đó mình sẽ nhấp bo đen cái này đi. Đó, mình sẽ kéo chung cái group này. Rồi, sau đó mình sẽ cầm cái group này. Nhấn vô group. Mình phóng to cho nó lớn hết cái màn hình này nha. Đó. Rồi, bây giờ tiếp theo mình sẽ mở cái phần mềm mà bộ đếm thời gian ra nha. Đây, phần mềm này mình sẽ đẩy link ở dưới phần mô tả nè. Đây, phần mềm mình chuột phải và dĩ nén nó ra nha.
Nó cho phải chọn Extract Tool. Thì trong phần mềm này nó sẽ có, để trên phần mềm nè. Rồi trong phần mềm này nó sẽ có phần output. Khi mà những thông số này nó sẽ xuất ra phần output bằng file TFT, đó, TFT. Đây những tỷ số nè, tỷ số nè, thời gian nè, tên của đội nè, tên đội mình không cần liên quan. Rồi, phút của giờ nè. Đó. Bây giờ mình sẽ cho những cái file này vào trong OBS để cho nó đồng bộ nha. Mình sẽ cho bằng cách chuột phải, chuột add, chọn tag, tag này, CDE nè. Mình sẽ ghi được lần lượt như là thời gian, time đi. Tại này có thời gian có người dùng rồi. Time, sau đó mình chọn tích vào trong grid form file. Mình chọn Brew. Đó, mình theo đường dẫn thôi. New folder nè. Output nè. Đó, time là clock nè. Clock nha. Open. Đây. Rồi sau đó mình chỉnh thông số như là font chữ nè. Kích thước nè. Mình sẽ cho cái này thành màu đen. Màu đen. Mình sẽ kéo xuống đây nha. Cho nó dễ hơn nhìn. Mình phông chữ mình sẽ cho nó là phông chữ Tahoma đi. Tahoma. Ok. Mình đừng có phóng to nhỏ trước nha. Mình sẽ cho thêm tất cả vô. Mình sẽ phóng to nhỏ lần lượt đồng bộ luôn. Sau đó mình sẽ nhân đôi để làm rút ngắn thời gian nha. Sau đó mình sẽ nhân đôi này lên để làm cho nhanh nha. Mình sẽ còn tranh C. Sau đó chuột phải. Mình chọn là Batch Duplicate. Đó. Tránh riêng biệt. Mình sẽ đặt tên mới như là tỷ số. Tỷ số đội A. Đó. Nhấp đúp vô. Pro. Thì số A là như thế nào bạn sẽ vào trong phần mềm nè. A là home nè, B là away nè. Nó home sẽ gọi là A nè. Rồi. Mình cho chữ màu trắng nè, kéo xuống. Color nè, select color nè, màu trắng. Ok, sau đó mình nhận đổi tiếp, Ctrl C. Sau đó mình sẽ patch duplicate. Rồi mình sẽ đổi tên là tỷ số B. Đây chắc cũng khá là dài rồi. Mình cố làm chi tiết nhất có thể nha. Nó pro, tiếp tục là away score nè, mẹ lưỡi nha, đó away score. Ok, sau đó mình cho phút bây giờ nha, phút bây giờ mình sẽ nhân đôi tiếp, duplicate, mình ghi là phút bù giờ, rồi đúp vô, chọn là period nè, đó là phút bù giờ, nãy phút bây giờ mình cho màu trắng luôn, rồi, sau đó mình sẽ tạo một cái group cho nó, group đó mình sẽ ghi là thông số đi, thông số, tỷ số. Mình sẽ cho tất cả những cái test này để cho một cái group. Như cái nền này hơi đen quá, mình tạo một cái nền xanh mới ha. Mình cho colorsort nè, mình ghi là background. Cho nó dễ nhìn thôi. Rồi sau đó mình sẽ thu nhỏ đồng bộ luôn. Nè mình thu nhỏ thấy ok là được rồi. Rồi sau đó mình sẽ thiết lập vị trí với nó. Time mình cho nó giống chơi trong cái vị trí time. Nếu bạn làm sao cho nó ngay thẳng nha. Tỷ số A nè. Tỷ số A mình cho nó màu đen ha. Có là màu đen. Nãy mình quên. Tỷ số B cũng màu đen luôn. Rồi phút bây giờ mình sẽ cho nó ngay đúng của vị trí của nó. Này hơi lớn ha. Mình cho nhỏ lại. Ok. Vậy xong rồi. Mình sẽ bắt đầu chạy thôi. Bây giờ mình sẽ quan tâm đến việc là vào trong phần setting. Bạn để cho mình là phần speed nè. Stopwatch nè. At zero nè. Đó, như thế thôi. Mình sẽ bật thông số này lên cho mình nha. Speed là tốc độ thời gian chạy của đồng hồ nè. Thường là 1 giây sẽ bằng 1000 mili giây. Thì đây nó để là 700 mili giây là chưa được 1 giây nữa. Nên mình sẽ để là thành 1000 nha. Đó. Thì này dở cái là khi mà bạn thoát ra bạn vô lại nó sẽ mất hết. Bạn sẽ làm lại từ đầu. Đó, chỉ nhanh lắm. Bật speed lên, chỉnh thành 1000. Stopwatch là gì? Khi bạn không tích vô thì đồng hồ nó sẽ chạy ngược. Chạy ngược lại giống như là 5, 4, 3. Khi bạn bật lên nó sẽ chạy tới nha, chạy tới như là 1, 2, 3. Rồi mình sẽ bật số 0 lên thì mặt đỉnh khi mà bạn bật lên nó chạy nè, nó sẽ không có số 0 ở đầu tiên. Mình sẽ bật số 0 lên nha, bật số 0 đầu tiên lên, số 0. Khi mà này lên hàng số 10 á thì số 0 này sẽ bị dư. Đó, mình ví dụ bạn nha, tham xét số 10 nè, nó sẽ bị dư số 0 nè. Thì bạn buộc phải giờ trong setting bạn tắt số 0 đi, tắt số 0 đi. Hoặc là bạn có thể khỏi dùng số 0 luôn. Đó, nó như thế này nè. Đó, kiểu cũng được ha. Bây giờ để tăng thông số cho A nè, là home nè, mình cho là A nè, away là B nè, tăng lên, cứ tăng lên. Đó, tăng lên. Rồi, 2 phút bây giờ mình cũng tăng giảm như bạn gần ha. Thì ở đây delay tắt tầm khoảng là 1-2 giây. Rồi bây giờ tiếp theo mình sẽ chia sẻ các bạn cách làm một cái hiệu ứng khi mà phút bây giờ nó lên xuống nha. Thì phút làm đầu tiên bạn cần phải cài plugin cho mình, plugin đó chính là Move Transition. Thì trên kênh của mình đã có chia sẻ video đó rồi nha, bạn hãy xem lại. Rồi bây giờ mình sẽ nhóm phút bù giờ thành một cái group riêng nha. Mình sẽ tạo một cái group mới. Mình ghi là phút bù giờ.
Mình sẽ cho cái bảng group bút bây giờ vào. Đó, rồi cho cái test vào cho đây luôn. Mình sẽ ấn lại cho gọn ha. Đó. Thì cái nhóm này sẽ bao gồm là phút bao giờ nè, cho cái bảng phút bao giờ. Sau đó mình sẽ vào trong chuột phải, vào bảng tỷ số, chọn filter. Mình chuột phải mình chọn add, chọn là mua sượt filter. Rồi, thì ở đây mình cho nó là xuất hiện chứ ha, xuất hiện. Xuất hiện phút bao giờ đi, cho dễ hình dung, bao giờ. Phần sụt này mình chọn là phút bao giờ group. Xuất hiện mình sẽ chọn get confirm, bây giờ nó đang xuất hiện nè. Sau đó mình sẽ bật một cái nữa, chỗ chuột phải duplicate để cho nó biến mất ha, biến mất bù giờ. Rồi, biến mất bù giờ này mình sẽ kéo lên trên nha, kéo lên trên. Đó, kéo lên trên. Thì do cái này nên mình nãy mình để nằm trên nè, nằm trên cái bảng luôn nên nó bị đè. Mình cho cái này xuống cuối cùng ha. Đó, xuống cuối cùng. Rồi sau đó mình chọn cái tên form lại. Rồi bây giờ mình xem lại nè, biến mất nè. Xuất hiện nè. Đó, biến mất nè. Xuất hiện nè. Thời gian biến mất và xuất hiện nó khá là nhanh. Mình sẽ tăng cái thông số của mili giây lên. Đó, mình cho nó khoảng 700 đi. Biến mất cùng 700 luôn. Rồi, xem lại ha. Đó. Đó, khá là hay. Mình sẽ cho nó chạy ha. Add zero lên. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo một cái phím tắt cho nó ha. Phím tắt như là bạn bật cái phím bàn phím á. Bạn nhấn phím bàn phím nó sẽ xuất hiện luôn, khỏi cần phải vô cái filter này. Đó, bạn nhớ nhưng mà xuất hiện bù giờ nè. Mình tắt. Rồi sau đó mình chọn vô setting của OBS. Mình chọn là hotkey. Mình sẽ kéo xuống nha. Đó, kéo xuống. Đó, ở dưới phần bảng tỷ số nè. Bạn sẽ thấy là xuất hiện bù giờ, biến mất bù giờ. Ở phần xuất hiện mình muốn xuất hiện ở phím số 1 đi, thì mình vô số 1 vô. Ở đây mình nãy mình có làm rồi, mình tắt đi. Biến mất bù giờ mình muốn biến mất thì chọn số 2. Đó, hoặc số mấy cũng được tùy các bạn nha. Sau đó mình chọn apply, ok. Rồi mình sẽ thử biến mất nha, hoặc xuất hiện nha. Số 1 nè. Số 2 nè. Số 1 nè. Bây giờ mình sẽ tắt cái background đi. Bây giờ xong rồi, cái bản gì xong rồi, bạn sẽ tạo một cái scene mới. Mình tạo một cái scene mới, ví dụ bóng đá đi, bóng đá live đi. Đó. Rồi bạn cho cái webcam livestream bóng đá của bạn vô. Sau đó mình sẽ thêm cái bảng tỷ số vô bằng cách add, mình chọn là scene nha. Scene để thêm cái tỷ số vô. Đó, scene mình chọn tỷ số như là bảng tỷ số nè, đó. Này mình đi làm nè. Ok. Đó, mình sẽ thu nhỏ lại. Đó. Phím tắt dừng yêu nha. Mình cho chạy thôi nha. Đó. Tăng tỷ số bình thường. Thì độ delay tầm khoảng 1-2 giây à. Bây giờ bạn chỉ cần thêm cam của bạn vô để livestream. Thì video của mình đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên nút like video này nếu video hữu ích và nút đăng ký đồng hồ kênh nha. Cảm ơn các bạn.